Chium Sergeant Twin là một mẫu retro phong cách thuần cổ điển mang một cấu hình động cơ 900cc, một cấu hình nhỏ nhất trong những dòng xe retro hiện có của Chium hiện nay, vì chúng toàn sử dụng động cơ trên 1000cc. Chiếc xe này mang đến tôi một cảm giác gì đó rất châu bò, nồi đồng cối đá vì trên xe có khá nhiều chi tiết được làm bằng kim loại. Mọi chi tiết tạo ra một thân xe với tổng thể khá dài, trông như một chiếc du thuyền trên cạn vậy. Để tôi trải nghiệm thử một vòng nhé. Cái này là cái gì? Chỉnh độ sáng đèn. Chỉnh độ sáng đèn. Watch lock và điện thoại. Rồi, cầm. Ok, mình đang ngồi trên một đống tiền các bạn ơi. Cái thông tin của cái đồng hồ. À, ok. Cho mượn đi một vòng nha. Mình đang ngồi trên một đống tiền các bạn ơi. Trời ơi, nó như cái phi thuyền vậy đó. Đây là chiếc Triumph Street Twin 900 mon khối. Đâu luôn á.
con của nó êm nó vô ngọt tạc tạc tạc. Móc sát nào dính sát đó luôn, nó không có mà cọc 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 như là cũng của con đúc của mình đâu. Trời má ơi, nhiều tiền có khác. Oh no, đi vô cái đường kẹt. Mình đã được khuyến cáo là chạy con này rất là dễ bị tuột tay, tại vì nó hổn quá. Đó. Trời ơi!